Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Thời sự Biển Đông của chúng tôi. Cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông, hoạt động của Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và các bên liên quan, cũng như là những phân tích, bình luận của các chuyên gia học giả trong nước và quốc tế. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp tục gửi thông điệp tới Trung Quốc, Hải quân Mỹ diễn tập không quân trên biển Philippines. Trung Quốc dọa bắn hạ máy bay Mỹ nếu can thiệp tới việc chiếm đóng đảo. Rộ tin máy bay Mỹ mang tên lửa diệt hạm xuất hiện tại Biển Đông. Thưa quý vị, chỉ một vài ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ tố Trung Quốc không giữ lời hứa từ năm 2015 về việc quân sự hóa các thực thể đảo tại Biển Đông, các phi cơ và chiến hạm của Hải quân Mỹ cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành một cuộc diễn tập không quân tại biển Philippines nhằm phô trương sức mạnh và tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo thông cáo từ Hải quân Mỹ, cuộc diễn tập được tổ chức bởi nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan và không đoàn số 5, thực hiện lập đội hình bay nghi thức và chuyển hướng tốc độ cao trên không, phóng tên lửa và khai hỏa đại bác từ khu vực hạm tên lửa dẫn đường Antietam. Cuộc phô diễn sức mạnh diễn ra chỉ một tuần sau khi nhóm tác chiến tàu Reagan gia nhập lực lượng với nhóm tác chiến viễn chinh của tàu tấn công đổ bộ America vào ngày 25 tháng 9, nhằm phối hợp tiến hành chiến dịch hạm đội thứ 7 của Mỹ để duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cuộc tập trận mang tên Valiant Shield bao gồm hơn 100 phi cơ chiến đấu cùng 11.000 quân nhân viên từ Hải quân, Không quân, Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Chuẩn tướng Fred Carter, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7 khẳng định, chiến dịch này đã mang lại cho quân đội Mỹ cơ hội xây dựng một tập hội nhóm tác chiến có thể chỉ huy các lực lượng tổng hợp trên một môi trường hàng hải phức tạp. Vị chuẩn tướng cho biết, sự kết hợp khả năng của hải quân và thủy quân lục chiến với sức mạnh không quân đã tạo nên một thế lực nguy hiểm và linh hoạt hơn bất kỳ nhóm tác chiến riêng lẻ nào của quân đội Mỹ. Những cuộc tập trận quy mô lớn này đã tiếp thêm sức mạnh cho những thông điệp của Mỹ gửi tới Trung Quốc trong thời gian gần đây, thể hiện cam kết của cường quốc phương Tây với sự bảo vệ tự do hàng hải, bao gồm cả các chiến dịch tự do hàng hải tại Biển Đông, đồng thời thể hiện sự cam kết với các đồng minh trong khu vực nhằm đấu tranh với sự hung hãn từ Trung Quốc. Không chỉ tại Biển Đông, trong thời gian gần đây, hàng loạt các chiến đấu cơ Trung Quốc đã vi phạm tổng cộng 40 lần quy định về ranh giới đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan, tiếp thêm lửa vào tình trạng căng thẳng ngày một gia tăng tại Đông Á. Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagus đã lên án chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi một cuộc quân sự hóa liều lĩnh và khiêu khích đối với các tiền đồn nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời tố Bắc Kinh không tôn trọng những lời hứa và cam kết trong quá khứ. Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vào ngày 28 tháng 9 đã phản bác lại rằng chính những động thái quân sự của Mỹ mới là sự đe dọa lớn nhất tới hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Sau khi không quân Mỹ đăng tải các hình ảnh của cuộc tập trận, các oanh tạc cơ không người lái với các binh sĩ Mỹ điều khiển máy bay đeo những tấm phù hiệu có hình đầu lâu trên bản đồ Trung Quốc, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng một bài xã luận cảnh báo sẽ dội bom các căn cứ không quân của Mỹ nếu quân đội nước này điều máy bay tấn công ba hòn đảo nhân tạo. Theo Thời báo Hoàn Cầu thông tin, quân đội Mỹ sắp tới sẽ điều máy bay không người lái MQ-9 Reaper tiến hành các cuộc tấn công vào ba đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Theo các nguồn tin quốc tế, quân đội Mỹ mới đây đã tổ chức tập trận không quân với các oanh tạc cơ không người lái MQ-9 Reaper có biệt danh là Tử Thần. Tuy nhiên, Thời báo Hoàn Cầu đã khẳng định rằng cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai gần vào ba hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng tại quần đảo Trường Sa. Cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh đã lên giọng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ bắn hạ mọi chiến đấu cơ của Mỹ, bất kể là máy bay có hay không người lái. Tờ báo đồng thời đe dọa rằng nếu không quân Mỹ có ý định triển khai máy bay tới các đảo và bãi đá của Trung Quốc, nước này sẽ tấn công vào chính những sân bay của Mỹ. Tờ báo đồng thời biện minh rằng những đảo nhân tạo phi pháp hiện chỉ chứa một số lượng nhỏ vũ khí phòng vệ nên cần phải được biến thành một căn cứ quân sự đầy đủ nếu bị tấn công. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagus khẳng định Trung Quốc đã triển khai tên lửa hành trình diệt hạm, tăng cường hệ thống radar quân sự, xây dựng hàng chục nhà chứa máy bay và các đường băng có khả năng phục vụ chiến đấu cơ trên các đảo nhân tạo.
Bà Otagus đồng thời còn cảnh báo chính quyền Trung Quốc đang sử dụng các tiền đồn ở Trường Sa làm cơ sở để thực hiện các hành động cưỡng ép nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp đường lưỡi bò để thâu tóm toàn bộ Biển Đông. Mới đây, các tài khoản theo dõi hoạt động hàng không trên mạng xã hội Twitter đã đăng tải các nguồn tin cho rằng trinh sát cơ chống ngầm của Hải quân Mỹ P-8A Poseidon được trang bị tên lửa Harpoon đã xuất hiện tại Biển Đông và cả tại cực nam đảo Đài Loan, khu vực mà Hải quân Trung Quốc thường xuyên lui tới. Theo các tài khoản Twitter này, vào ngày 1 tháng 9, một máy bay săn ngầm B-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Kedana ở quần đảo Okinawa, Nhật Bản. Chiếc máy bay này dường như được trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon. Giới quan sát nhận định rằng chiếc máy bay có thể đã hoạt động ở phía nam Đài Loan và eo biển Ba Sĩ nhằm gửi thông điệp đến Bắc Kinh trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự và tập trận trong khu vực. Một số tài khoản theo dõi hoạt động không quân này còn cho rằng chiếc P-8A Poseidon có thể đã bay qua hoặc thực hiện nhiệm vụ trinh thám trên Biển Đông, tuy nhiên chưa thể đưa ra các nguồn tin để xác định thông tin này. Được biết, các máy bay P-8A Poseidon và P-3C Orion thường được điều động để tiến hành hoạt động thu thập thông tin tình báo cho không quân và hải quân Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hồi tháng 5, thì một chiếc phi cơ P-8A Poseidon được cho là bay gần đảo Hải Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo trang The Drive của Mỹ, tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon hiện là một trong hai lựa chọn vũ khí chính của trinh sát cơ P-8A Poseidon, cùng với ngư lôi hạng nhẹ MK-54 phục vụ tác chiến chống tàu ngầm. Tên lửa AGM-84 Harpoon giúp trang bị cho P-8A Poseidon khả năng thách thức hoạt động hải quân của đối phương, hỗ trợ hoạt động tấn công hoặc bảo vệ lực lượng Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực. Kính thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới nhà đồng hành của bản tin, Dược phẩm Sao Thái Dương, với sản phẩm tiêu biểu Rocket Cộng có tác dụng tăng sự hòa hợp và kéo dài thời gian yêu. Quý vị có nhu cầu xin hãy để lại số điện thoại bên dưới phần comment của bản tin hoặc là gọi điện tới số hotline 0981 539 536. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự Biển Đông của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để cập nhật, theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông và trong khu vực, thì xin mời quý vị hãy bấm like, share và đăng ký trên kênh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.